Hết thời gian thi đấu của hiệp thứ nhất, hai đôi vào trong ghế tạm nghỉ. Thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp là 1 phút. Sau trận thi đấu này là trận thi đấu của đô lập và đô Tùng Lâm. Vậy xin mời đô lập và đô Tùng Lâm tay trong cuộc chiến. Alo. Hết thời gian nghỉ. Xin mời hai đô vào thi đấu. Hiệp thứ hai. Hiệp thứ hai bắt đầu. Bắc Linh đã nhất thắng. Alo, một lần nữa ban tổ chức hội vật truyền thống làng Cuba chúng tôi xin thông báo, đề nghị và nhắc nhở. Thứ nhất, các cổ động viên đến với hội vật truyền thống làng Cuba, nếu chúng ta ngồi ở phía hàng trong khu vực sát với sân vật thì chúng ta ngồi thấp xuống để cho các cổ động viên ở ngoài có thể theo dõi được. Thứ hai, các cổ động viên đang trèo ở trên cái bờ tường mà quanh khu vực của sân vật thì đề nghị các cổ động viên chúng ta xuống cho tôn trọng ban tổ chức và cùng với ban tổ chức để chúng ta tổ chức thành công cái hội vật năm 2024. Đề nghị lực lượng an ninh đã được phân công nhiệm vụ chúng ta xử lý tất cả những cái trường hợp mà đang trèo ở ngoài cái bờ tường thì đề nghị là xuống cho. Giải nữ số 2 Đô Huyên của Cuba giữ giải nữ số 2 của nữ. Hiện nay Đô Ngọc của Phú Thọ xin theo. Vậy xin mời Đô Huyên của Cuba và Đô Ngọc thay trang phục khởi động ở ngoài sau trận thi đấu này. Đây là trận thi đấu thứ hai của giải vật nữ số 1. Chúng tôi xin giới thiệu đô mang trang phục màu đỏ là đô Mai của Bắc Linh đã nhất thắng. Hiện nay đô Ngọc Ly của Hà Nội mang trang phục màu vàng. Hai đô ngồi xuống. Nghe lệnh trọng tài chống. Xe ra. Trọng tài đang nhắc nhở hai đô. Hãy
hai lô đã kết thúc phần xe này. Các trọng tài chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Đây là trận thi đấu, trận thi đấu thứ hai của giải quần nữ số 1. Thank you.
kỹ thuật vừa qua là kỹ thuật sườn là từ trong mà đánh ra, là cho kỹ thuật đó là chúng tôi cho phép là có kết quả. Như vậy là 1 phút 17 giây của hiệp thứ nhất, đôi mang trang phục màu vàng và thắng cuộc.